không biết bao lần xa xôi. Mọi lỗi lầm mâu thời thì xa cho chúng con tâm dạ thỏa mong mâu đêm hoàng pháp vòng điều linh cho thế gian hòa bình an lạc cõi năm này vũ nhạc muốn nên đạo ra yêu kính bậc phù vân sinh ra có tướng mà có thân bể sâu tiên sao Phật truyền câu tụng niệm tất thông Phật tiên đang ở cõi không còn nay ở cõi cõi hồng trần u mê nén nhang thơm tấu về tam giới hòa tâm này vời vợi đức tin đạo tiến con kính cần giữ gìn một con nguyện tâm chúng ý thật trước tòa vàng trời Phật chứng minh hai nguyện đăng chúc đệ trình lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hiếu nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến bắt đầu con vẹn đủ không sai bốn nguyện trước cửa thiên đài tu nhân tích đức con vun bồi nghĩa cho
muôn dân an lạc, nước thịnh trường vạn đại hưng long. Sau nguyện cầu chốn từ chúng điện tòa trang lễ, con thành cung nhiệm bầu. Nguyện thứ bảy con cầu bàn mệnh thân trang cường, tâm tính thung dung. Tam nguyện cầu chốn gia chung lộc tài vượng tiến, con tài ngung dài trường. Nguyện thứ chín cầu cho tiến tổ được siêu sinh, thoát khổ quy tâm. Mười ý nguyện sám hối nghiệp dày, lỗi xin ngài xá, còn tôi dày ngài thương. Trước đền tòa tâm hương bài đào, nguyện lòng cầu thành đạo hưng long. Xin ngài hiện hiện thần thông, khuôn phù cho trăm họ mãi được hưng long thọ. We'll be right back.
tin thánh lai đáo binh đàn duyên nghĩ đắc trà quả thực dâng lên lòng tin bái thình thánh tiền y cửu trùng thank you.
khai quang dung nhan cần cử diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dường kim phục hoàn thân cần thánh chúa thiên trung vương sớ điệp kim ngân dâng lên sớ điệp kim ngân quan vị tấu đối chép biên rõ ràng phi cho đệ tử trường sinh Khang linh thọ trường phí cho dũng mạnh khan cường Tuân tuân phụng Như Lai thần tuân phụng Như Lai Thích Ca Như Lai Di Giao đệ tử thần thiền thành hoàng thành khủng khê thủ khâu thủ bánh bai thượng ngôn tuyên bài Phổ Di Đức ngôi cao minh phả biến thập phương chi thế giới tâm thành cờ đảo ngưỡng mông tứ phủ chứng minh nhất niệm chí thành thập phương cảm cách viên hữu Việt Nam quốc Hà Nội thành hai bà quận Triệu Việt Vương phố gia số 47 cập Nam Từ Liêm quận Tây Mỗ phường Trung Cư Vinhome Sở Mắt City, Tòa Y 5 phòng 12A 06 hiệu đầu Vu Lư Giang Linh Từ Thượng Phục Phật Thánh Hiến cúng xuân tiết tình chỉ cờ vì ân mông Phật Thánh Thừa Hoan Khánh Hạ Sám Tạ Thập Nhị Liên Trình Đồng Phát hành biểu quan thỉnh Phật Tuyên Kinh Cung Anh Tứ Hủ Dâng cống kim ngân nong chu tượng mã hình nhân nốt tướng chỉnh sức chư tòa Tiến lễ trần triều sơn trang bái tiễn thiên quan trở thí cô hồn Cờ bản mệnh bình an nhân khang vận thịnh vạn khánh sự Kim kim thần đệ tử mộc ân thanh đồng ngô văn bình hiệu minh đạo Phủ thân đại tấu dẫn trình đệ tử thanh đồng Nguyễn huyền ninh niên canh bính thìn hàng canh tứ thập bát tuế Hiệp giữ can chi y căn bản mệnh đẳng tức nhật ngưỡng can Thánh thính phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng Thao sinh bạch ốc lạm thuộc thanh đồng số ký định vô Thiên cung mệnh tự căn ư tứ phủ hồn thần hôn khải ngưỡng Đãn đãn căng hoàng lương do thố mệnh Nan đào phi thử nhất tâm Hướng đạo do thị kim nguyệt các nhật đô thiết hương hoa kim ngân đẳng vật Tịnh cúng khu trần của sớ văn kiển thân thượng tấu cúng duy Thiên phủ trí tôn kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế ngọc bệ hạ Địa phủ trí tôn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế ngọc bệ hạ Thủy phủ trí tôn phù tang cam lâm đại đế vát hải long vương ngọc bệ hạ Nhạc phủ trí tôn ngũ nhạc thần vương đại đế ngọc động hạ Thiên địa thủy tiên tam tòa vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư văn khâm sai công chúa cung quyết hạ Cai đồng thủ mệnh hoàng triều hoàng quận Niệt vị tiên là ngũ hổ đại thần nhất thiết Thánh chúng vị tiền cung vọng Hồng từ doãn kim sở tấu phục nguyện phàm tâm bái đảo Phật thánh chứng minh vạn linh giám cách Tỷ thần đệ tử nhất tâm quy mệnh khể thủ ân cần bảo thân cung viết thọ viết khang liên tăng phú quý phù mệnh vị thường cường thường thịnh nhật hưởng vinh hoa giả vô hạn ách chi sâm tài nguyên quảng tiến hướng hậu bách phúc dĩ tường họ khang chi khánh nhất thiết sở cầu vạn ban như đán thần hạ tình vô nhau kích thiết bình doanh chi trí cẩn sớ thiên vận quý mão liên nhị nhuận nguyệt thập cửu nhật thời đệ tử bách bái thượng sớ thế mà ngày nay Long Vân Khánh Hội nhà nhà họ Nguyễn Chí Thiết Long Thành tiền niên xuất thủ trị đồng ngày nay thập nhị liên bông quân Phật Thánh sáng tạ thập nhị nhà thế mà sở cậy ghế quan anh nhé vân ngự đàn tràng chứng minh công đức nga chấp tờ giấy cánh sớ nhà cho họ Nguyễn từ nay trở đi từ ngày trở lại ăn cơm tình thật bằng áo vốn phụ ha cho sở nguyện nhĩ sở cầu tòng tâm niên niên tăng phú quý nhật hưởng vinh hoa gia đạo hưng long nhé gia trung thịnh vượng nhé thế mà quan anh ban khen thủ nhang đồng đền ban khen sát pháp sư chấp bút ban khen cho văn đàn ký hát ban khen cho các thủ nhang
ban khen các gia các chủ nhé. Thế mà tài như xuyên trí lộc của nó ra nhé. À. Văn sớ dâng lên thượng lại, văn sớ dâng lên cho tới thượng yên ba tòa sứ lành để trình vua cha. Nhị tượng trường sinh phê cho, nhị tượng trường sinh chữ phú chữ quý, khang linh thọ trường phí cho dũng mạnh khang cường. Quan lớn cứu thế ngài độ dân, quan lớn gia uy dũng lượng như thần, khắp hòa trung nam bắc muôn dân đạo cầu. Trong tứ hải ngũ châu đều vòng ba quan lớn độ Việt Nam quốc thái dân an, khâm mi thừa sắc lệnh vua ban, số sinh cùng số tử liệt hàng chùa phê thanh gia hồi sơn linh sơn trang sơn tiêu sơn linh sơn trang đền thờ quan giám sát trên thượng ngàn có sắc tập phong thanh gia hồi bơ phủ vương quan phong tôn thần quan lớn đệ diện mạo có dòng nhà ni khác thường. Hàng tấu đô thiên đình thủy phổ chức minh võ thần quy cổ kinh bốn phương gia uy chấp chính kỷ cương cầm cân ni nảy bực sửa sang ý cõi đời. Chốn Long Sai ngày cầm quyền thay Chúa, hoa phép mi màu tối tu y nghĩ tối linh lệnh truyền thủy bộ chư binh chỉnh tề đai giáp mi lên miền mề trần thế gian ấy.
dâng một tuần nhang Long Thành, dâng một tuần nhang tấu về Thủy Hồ Dương Gian, các tòa Yên Đình, Điện Phủ, Diêm La. Sớ điệp kim ngân dâng lên, sớ điệp kim ngân dâng quan tam phủ ngài chép biên rõ ràng phi cho đệ tử Trường Sinh. Chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phi cho Dũng Mạnh Khan Cường. Phục thỉnh Như Lai điểm khai thần nhẫn khai nhẫn chiếu quang minh khai nhĩ nhĩ thính thanh khai tị tị năng xú khai thủ thủ năng cử khai tâm tâm hoan hỷ khai túc năng bộ hành dòng nhan thập cơ diệu quang về chứng hình nhân. Ca đang tân gia âm từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim tình lễ khai quang và chân đàn duyên. Hình lốt dâng lên tam đầu hình lốt dâng lên quan về tấu đối chép biên rõ ràng phi cho đệ tử Trường Sinh. Sinh thần dân ni tam cõi về lãnh giang dân ni tiệc ngọc mm-hmm.
nước biếc khi giao, nước biếc khi giao, trốn sơn lâm tỏ mặt anh hào. Uy quan lớn lừng lẫy dậy chào thủy phổ. Sông Lục đâu
sông hát đi nhà. Khi lên gành xuống thác vui chơi, thuyền dòng mi trăm mái khoan nề bơi, dọc ngang tuần lạnh là nơi đi về. Thanh gia hồi cùng ban công đi chói chói sắc rồng, quyền quan đệ tử uy hùng dậy vang. Thanh gia hồi cùng quê nhà Ninh Giang, chính quán quê nhà danh lam cổ tích một tòa ngôi cao. Đấng anh hào cổ kim lừng lẫy khắp mọi miền, đã dậy đi thần cư buôn dân đâu đó phục thờ. Ninh Giang lại nổi nghĩ đền thờ quan lớn đi tuần trăng ý. Cảnh An Thanh nhiều nơi lệnh nghi sợ vốn ninh đặt lễ bần từ cổ ninh truyền lại bao phen xuất nhập đền đàn. Vua ban chấp chính quản cai ninh triều đình. Sau ra chu chốc tà gian phen này ra oai trần đế điên tay. Sớ điệp kim ngân dâng lên sớ điệp kim ngân, quan tuần tấu đối chép biên rõ ràng phi cho đệ tử Trường Sinh chữ phú chữ quý. Khang linh thọ trường phi cho dũng mạch vang cường, thân cung khang thái mọi đường thanh thông chữ rằng sở nguyện tòng tân.
chân Ninh Giang và cổ anh nhớ linh. Bao phen nia đắp lũy xây thành khắp miền Duyên Hải sông xanh nước Nga lòng. Quan lớn truyền nghiêm chỉnh ba quân ngài thực đích trung quân. Dằm tháng hai đã nhận nô sinh thần, 25 tháng năm tôn quan hiển hóa muôn dân đạo cầu. Giáo Long Hầu khâm ban sắc tư Trấn Ninh Giang, Trấn Ninh Giang vạn cổ anh linh. Bao phen đắp lũy ngô xây thành khắp miền Duyên Hải sông tranh nước mồ lòng. Mặt lát đôi long châu phục, lốt tam đầu quần khúc trầu lên. Lân dơn phượng mú đôi bên, quan tuần chắc giáng ngược trên sập công đồng. Tam giới hay chấp tà sát quý trừ tinh, quan tuần ngài vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản các chư dinh nhà trời. Bóng quý nương uy trời thủy khí nghiêm trang, quan tuần ngài hiển hách ai đang ra tay tế độ trần gian được nhờ. Lúc bấy giờ ngài xa uy hùng hồ, nương uy trời tế độ sinh nhân, đùng đùng nổi chất phong vân,
ngự đồng ban phép cứu dân ni trừ tà. Bốn phương hòa đội ơn quan cả, ai dốc lòng hưởng phúc hạ xa. Hoặc dù ai vận hạt chưa qua, kêu quan đệ ngũ thì bệnh đã tán không. Dốc một lòng ơn ông vạn bội, hoặc ai mà nhầm nỗi truyền tha, hay là cách trở giang hà, cầm cờ chỉ núi núi đà tan bay. Ngài gia uy thổi gió thiết mây, phép quan ứng hiện đổ cây mi tóc nhà. Bốn phương hòa đội ơn quan cả, ai một lòng thời hỷ xả từ bi. Châu thôi ngài lại ra đi, cưỡi tướng bạch hổ lên châu uy thượng thiên. Khi cầm quyền ngài còn đang tra sổ, nay quan về ngài đổi số cho ai. Thiên binh văn võ toàn tài, quan tuần lịch sự đáng bậc trái anh hùng. Đêm cùng ngày giữ việc thủy cung, đột lệnh cứu trùng tế độ cho muôn dân. Ai mà cầu nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân cho điều hòa. Ngài kim chi văn võ các tòa, quan tuần giá ngự sướng ca trước bản đền. Thánh gia ngồi cùng vui vẻ đền rồng sớm hôm mai, châu vui vẻ đền rồng ngài chơi phủ tiên lầu hồng thánh châu vào ra ra hồi hùng. Thì đánh được ngàn tiên dâng văn ni châu đệ nhị trên ngàn đông cung tuần quan ni giáng đàn ni trừng đây. Cánh khuya nguyệt lặn sao tàn, chiếc nghi thoi bán nguyệt khoan khoan chiều vào gập ghềnh đồi thấp mi núi cao. Ở trên ngàn tối tối
Sơn thiên các nhật châu lại ra từ trường,
Bài say đấu chiêu lộc cung, cô ân cô ái vẫn dòng sơn trang. Đi chầu hay măng trúc măng giang, măng tre măng nứa cơm lá trà vàng. Cô có phen sầu ngại đi tìm đi à. Xa sơn hồ dĩ an đêm dân cũng già, dầu khi tàu lá che xương không quản xa đường trầu không ngại nước mây. Hôm nay loan dáng về đây sơn lâm hồ dĩ một cây mi bên rừng tương trái đầu đội mũ đồ ý ý à. Ngày hôm nay dân mã sơn trang kiếm ngân hoa nữ bạc vàng ở tiền sơn, cơm lam gạo lóc thơm nừng, ốc cô tôm cá mắm trứng mi đủ mùi, măng những chùa nghĩ thái mi hoa hồi, châu tím canh phượng chú vị mi trứng mi, lòng mình thành dâng lễ sơn tình ý ý à. Ai sáng tỏ trên non trời một màu sâu sắc tốt mi tươi rượm già lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa trở về đốt đúc vào giá mi sớm chiều khổ mây nặng chịu lưng đèo ý ý à. Trời khắp nơi chim anh lưu lô trà mừng hát tích ca mùa xuân. Đi tới đâu còn đón mi hoa trèo trông về bánh điều sớm chiều cá ba băng băng qua đèo đường còn xa.
núi cao xin núi mấy đất trời mấy lặng lờ gió mát trăng thanh đàn thông dương.
gieo rắc ở bên gành suối dèo. Thank you.
lóng lánh ngọc châu, trăng thanh gió mát bên đi lồng hoa ca, sương răng khói tỏa nhạt nhòa sớm mây bờ núi chiều ta mấy sông nước tung
trắng xóa đôi dòng suối reo, nước xuyên chảy qua đèo dốc rách cá đơn mình tùng bách vất vơ suối trong cá lộn lững lờ. Nghệ An quan hoàng người trần cảnh Nghệ An về huyện Yên Bảo làm quan trong phủ dày. Sống đất mới chỉ trời gương thiêng, sống đất mới chỉ trời đánh đông dẹp bắc việc ngoài, việc ngoài binh nhung xuân linh, một đấng anh hùng tài danh nổi tiếng lẫy lừng trời Nam. Đêm ngày nhang khói đăng nhang phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoàng đi ngược đồng phép hoàng lục trí thần thông. We'll be right back.
gió lay xịch bức manh ấy manh đưa đường hoàng tử lộ trình hoàng về bản đền đây tính tình tay tiên chút chén rượu mơ dâng nhất tuần sơ dâng lên kính mẫu các cô nâng ngưỡng bờ đều cùng rước quan hoàng mười sơ dâng lên mời rước quan hoàng mười sơ tề tay tiên nghi rót ngưỡng chén rượu đào dâng nhị tuần đá dâng lên bệ ngọc các cô nâng vào đều cùng rước quan hoàng mười xuôi các cô nâng mơ đều cùng rước quan hoàng mười sơ nhất tuần sơ nhị tuần á hoàng nhiên miên cạn nén rô dâng tam tuần trung dâng lên tạ mẫu các cô nâng nghi vào đều cùng rước quan hoàng mười rơi hai o nâng mơ đều cùng rước quan hoàng mười nói rằng đất lì quy thoại nghi an các o tim chủ câu đầu để kính dâng quan hoàng xanh thắm một màu đàn hát hôm nay êm dịu dịu hạt mấy ngày nọ sạch lầu cảnh năm xưa còn đứng đó bóng người năm trước bây giờ đâu một ni màu non xanh nước biếc một nền chén mời mong cạn bấy lâu lại mời cười an bông hoa đào chúng chim đang cười an gió đông kia hở ai mời gió đông không 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 là ý hoàn không dìu dặn tiến đưa khi
tiễn biệt. Chén mời tiễn đưa khôn cược nhấp, hoa đào rơi rạng lối thiên thai, suối tiễn quanh đưa luống ngập mây ngồi, nửa năm tin cảnh một phút trần. Suy tiến nâng anh đưa luống ngập mình ngủ, ngõ hiệp vườn đào xa cách mãi ngàn năm, thư thần bóng trắng soi. Ngũ canh tể tướng chầu kim quyết ni, bán dạ tướng quân ni xuất ni ngọc quan. Thôi thì thôi, danh lợi bất như nhàn, riêng một thôi giang san ni tùng cúc. Thành ra